Em đẹp trai thế này nhiều anh để ý lắm hả? Ừ, để nhiều em chú anh, nhiều em. Lộn. Bạn đã biết bơi không? Dạ biết ạ. Thì mai mốt nếu mà hẹn hò thì anh sẽ dẫn em đi. Dạ. Lấy liền không? Dạ, nếu điệt được là hốt liền luôn anh. Hốt liền luôn á? Dạ. Trời ơi, cô này cũng dễ thương, dạ, cái đồng điếu nó sâu quá nè. Đây cũng có đồng, đây cũng có đồng nó sâu. Em tên là Võ Thị Thơm, năm nay em 25 tuổi, đến từ Đắk Lắk và hiện tại đang làm nhân viên điều hành cho một công ty may mặc ạ. Em tên là Mai Quang Tâm, quê em thì ở Kiên Giang, đóng là làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay em 30 tuổi, em làm về ngành điện quảng cáo, chuyên về bản hiệu. Cụ thể là gì, vẽ quảng cáo hay là thiết kế mẫu quảng cáo? Em là thiết kế. Bạn làm thành phố Hồ Chí Minh bao lâu rồi? Em lên đây được 13 năm rồi. 13 năm? Ở với ai? Dạ, với chị gái. Hai chị em là ở nhà riêng hả? Dạ. À, như vậy là cũng ổn định rồi ha? Dạ đúng rồi. Mình có mấy mối tình rồi? Dạ, một mối tình gần 2 năm ạ. Mình chia tay lâu chưa? Dạ hơn một năm rồi. Bởi vì tính cách tụi em rất là khác nhau. Em nghĩ là những lúc mà mình nóng tính thì mình không có nói được lời hay ý đẹp, nên em muốn là bình tĩnh rồi thì mới nói chuyện. Nhưng mà những lúc như vậy thì bạn em thì nghĩ là chắc do em không thích nói chuyện với bạn em, khinh bạn em á, thì bạn em lại khó chịu nên là khai cãi nhau á chị. À, muốn tìm cái người bạn trai mình sẽ là người như thế nào? Phải biết hiếu thảo, biết lắng nghe và tôn trọng người đối diện, phải có ý chí tự lập. Bao nhiêu lâu nữa thì mình tiến tới hôn nhân được? Dạ, em thì không có suy nghĩ là thời gian nó quan trọng. Bởi vì nếu mà gặp hợp đúng người thì kết hôn lúc nào cũng được ạ. Rồi. Đúng rồi, cứ gặp nhau, yêu nhau là tất nhiên cưới nhau. Có khi ngày mai, ngày mốt, bữa sau cưới cũng sao. Quan trọng là yêu hay không? Bạn nam có mấy mối tình rồi? Em thì đã trải qua một mối tình nhưng mà cách đây cũng 5 năm rồi anh ơi. Trời. 5 năm rồi. Vậy 5 năm nay tại sao ế? Trong công việc cũng trục trặc một lần nên mọi thứ phải làm lại hết tất cả. À, con trai có sự nghiệp trước rồi lấy vợ sau đúng không? Dạ đúng rồi em. Đẹp trai thế này nhiều anh để ý lắm hả? Dạ. Ừ, để nhiều em chú anh, nhiều em. Bạn trai có sở trường gì bạn? Khéo tay chị. Khéo tay là làm gì? Mày đây đó hả? Dạ à, đúng rồi. Vẽ rồi này kia hả? À, vẽ rồi làm đồ họa mà. Dạ. Mình bạn có tật xấu gì không? Em thì chỉ có nóng tính thôi chị ơi, chứ không có. Người hiền gì mà nóng tính hả? Trong công việc khách hàng hoặc là cái gì đó làm em bực mình, em hay quạo luôn. Trời ơi, quạo khách hàng sao được. Nhưng mà lúc đó chỉ có một mình em thôi chứ không có khách. À đúng rồi. Trời. À, bây giờ em có quạo với bạn gái của mình không? Em thì quạo xíu thôi nhưng rồi lúc sau đó là bình thường không sao hết. Theo anh đánh giá nha, bên đây có quạo cỡ nào đi nữa cũng hiền à. Hả? Đứa hiền này không hả? Thể quạo mạnh được đâu. Gương mặt rất là phúc hậu. Tại sao để tóc lạ vậy? Em làm biến cắt tóc lần 2 tháng em mới cắt 1 lần. Trời đất ơi, tóc tai phải gọn gàng. Trai đâu để đầu như con gái vậy. Em thích mẫu người đàn ông như thế nào? Cao trên 1m65. Thôi bên đây dư xăng. Tuổi thì lớn hơn em nhưng mà không quá 35 tuổi. Thì trời, anh đây còn hơn nữa rồi. Còn ngoại hình thì miễn sao là con nít nó nhìn nó thấy nó không khóc là được ạ. Nhưng mà lúc nãy em có nghe ảnh nói là ảnh nóng tính. Nếu mà có nóng thì cũng phải đợi lúc khác rồi mình bình tĩnh rồi hãy giải quyết. Chứ còn nếu mà nóng tính và giải quyết ngay lúc đó thì cũng y chang bạn trai cũ của em. Dạ. Cũng khổ ha. Anh này nóng khôn, nó nóng vô phòng anh nóng có một mình à. Đừng có lo, đảm bảo luôn á. Bản thân mình thì em có tật xấu gì không? Hay khó chịu cầu nhau á chị. Ví dụ em đi làm về mệt mà nhìn thấy nhà cửa dơ, không ai dọn thì em hay quậu. Cái này là mệt lắm nè. Người ta đi làm về mệt mình cam ram, cao nhau vô nữa là nhiều khi mệt quá bực mình á. Hay làm bậy ẩu lắm á. Có không? Có làm bậy ẩu không bạn trai? Dạ không chị ơi. Hay làm em nóng thôi chứ còn bình thường em không nóng. Người ta làm mới nóng chứ lẽ tự nhiên không nóng. Người ta nói khùng. Người kia hay cào nhau lắm á. Không sao anh. Không sao đúng không? Tiêu chí của em lấy vợ như thế nào? Tóc đen, dài. Tóc nhuộm được không? Nhuộm màu gì cũng được nhưng mà đừng có màu xanh với màu đỏ thôi. Ủa sao vậy? Màu xanh màu đỏ đẹp mà. Không, nhìn kỳ đó. Đồ họa mà tất cả các màu phối với nhau nó mới đẹp chứ. Tóc màu xanh, màu đỏ em dị ứng. Bên nó có nhuộm tóc gì không? Có. Dạ có. Màu gì? Vàng rực. Màu vàng được. Màu vàng không sao chứ. Không sao, em không thích gì nữa nói luôn. Không thích phụ nữ nhiều chuyện, sống gian dối. Có nhiều chuyện không? Dạ không ạ. Sống gian dối là sao bạn? Giống như mình làm cái gì đó nhưng mà mình về nhà mình nói dối người này người kia rồi không có đúng sự thật hả chị? Anh ơi, vậy là lúc nào anh cũng nói 100% sự thật hả anh? Có những chuyện tế nhị sẽ nói tránh đi nhưng mà dụ như trong quá trình mà qua cái chuyện đó rồi mình sẽ nói lại cho gia đình mình đó là những sự thật nó là như vậy. Không sao hết. Tức là nói dối mà không hại ai. Nói dối để người ta vui thì cũng nên nhưng mà cũng đừng nhiều quá nó lầm. Dạ. Vậy em có ưu điểm gì? Không uống thuốc, không uống rượu, siêng năng. Còn thể thao thì em thích bơi lội, chụp patin. Bạn đã biết bơi không? Dạ biết ạ. Thì mai mốt nếu mà hẹn hò thì anh sẽ dẫn em đi. Dạ. Quá dữ, quá dữ. Để qua xem đàn gái thế nào nha. Bên đây cao lắm, thử coi có hợp lý không. Mà dưới 1m4 thôi. Trời ơi, cao dữ ta. Dễ thương. Dạ, dạ anh à. Trời ơi, dễ thương hơn người đứng trước mặt anh luôn. Đáng tươi luôn vậy đó. Anh bên đây hiền lắm. Nói thôi, dân miền Tây hiền dễ thương. Em. Dạ.
Dạ. Nếu mà được thì mình lấy liền không? Dạ, nếu được được là hốt liền luôn anh. Hốt liền luôn á? Dạ. Chịu làm dâu không? Tiêu chuẩn của em là một người phải hiếu thảo và em sẵn sàng làm dâu. Dạ. Vậy được đó, ổn đó. Trời ơi, cô này cũng dễ thương, dạ, cái đồng điếu nó sâu quá nè. Đây cũng có đồng, đây cũng có đồng nó sâu. Bạn có không thích điều gì ở bạn trai không? Mê bài bạc, rượu chè, game, chơi game. Rồi xong, đây không có gì hết. Chào bạn. Bạn có mê cờ bạc, rượu chè, chơi game không? Đánh bài em toàn đánh thua nên không chơi. Chứ thắng phải đánh rồi đó. Trời ơi, mà cao to bự vậy, cao mét mấy? Mét 75 chị. Nhưng mà giờ là kết hôn rồi là mình ở với chị luôn hay là mình... Dạ không, em ở nhà riêng, tức là nhà của chị không ở nữa, chị cho em ở. À. Dạ. Được rồi. Được á, cặp này ổn, ổn, ổn. Hôm nay em có đi với người thân không? Dạ có, em đi với chị gái và em gái. Chị mà cho nhà hả? Chưa cho, đừng có gài. Dạ, em xin chào anh Quỳnh Linh với chị Cát Tường ạ. Chị thấy hai em nói sao chị? Em gái bên này cũng dễ thương, xinh, hiền. Chị có bấm nút không? Theo em thì bấm. Bấm. Bạn gái bên kia có đi với người thân không? Dạ, em đi với ba và chị gái em ạ. Ồ, có ba nữa, hay quá. Hèn chi, dạ, bây giờ bác cười mũm mỉm hoài. Chào chú Quyền Linh. Dạ, chào chú. Chào cô Cát Tường. Dạ, chào chú. Chào quý vị khán giả. Hôm nay là coi như là được là vào thành phố dự cái chương trình là Bạn Muốn Hẹn Hò. Thì từ sớm giờ thấy cháu trai đây hiền, nhưng con cái chú là không thống nhất. Một là nam tính, cháu nóng giận thì đổ bể hư một cái đường hết. Đúng rồi. Ví dụ làm nông thì cháu cuốc đất, lật cỏ, cháu chặt cây, chặt cấu thì được. Đúng rồi. Nhưng mà cái nghề mà nghề là họa sĩ thì không nên nóng giận. Nóng là mất ngon, mà giận thì mất hôn. Dạ. Đó. Thì theo chú là yêu cầu cái đấy thì bỏ. Cái đầu tóc thì nói chung là nay hớt mai hớt thì cũng không sao. Nhưng mà riêng cá nhân chú cạo luôn. Hớt cho nó gọn gàng là cho dễ coi. Nếu mà bác đã nói vậy thì cái chuyện nóng tính thì con sẽ cố gắng sửa đổi. Nếu mà được thì con sẽ đối xử tốt với em đó, không có làm phụ lòng bác. Chú chịu chưa? Bây giờ quan trọng là do hai đứa. Giờ chú chịu trước cái đã. Chú thì chịu đâu, anh rồi, chịu không? Thôi cảm ơn bác. Rồi bây giờ cho hai bạn gặp nhau đi. Gia đình là coi như trên tinh thần là thống nhất rồi đó. Kéo màn lên, đám cưới tôi phụ cho. Lần đầu tiên em có món quà tặng em. Dạ, anh gặp em có thấy em giống người trong mộng của anh không ạ? Chung được 80%. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Còn em thì em nhìn thấy anh sao? Dạ, em chưa có tưởng tượng ra nên em thấy anh hiền. Thì anh hiền khô à, không có dữ. Hiền khô à, chứ ướt nó nóng lắm á. À, thế anh nghĩ thì quan niệm tình yêu của anh là như thế nào ạ? Nếu mà hai người đến với nhau thì phải thật lòng, không có giả dối và chung thủy và biết hy sinh. Em cũng nghĩ như vậy. Bất cứ tình yêu nào đều cũng phải trải qua thử thách và gian nan mới biết là nó là tình yêu thực sự hay không. Lại bà nói cái vụ tóc tai đó, ý em sao? Đôi khi tóc tai hay ngoại hình nó không nói đến được con người của mình. Tóc thì em gái mình làm tóc, cho nên mình muốn cắt lúc nào cũng được, không sao hết. Dạ. Thấy ta đẹp cái xui lòng. Nếu mà quen nhau thì bao lâu mới kết hôn được? Dạ thì cảm thấy đúng người, đúng thời điểm là em kết hôn chứ không có quan trọng là dài lâu anh. Thì em thích con trai hay con gái? Dạ con nào cũng là con ạ. Mà thích mấy đứa? Dạ hai. Còn anh thích con trai hay con gái ạ? Nếu mà thích thì thích con trai nhiều hơn, nhưng mà con gái không sao, vẫn thích hết. Bây giờ quan điểm rõ ràng nè, bực mình với cái ông đàn ông lắm. Phụ nữ người ta để mang nặng đẻ đau, con nào mình cũng con của mình á, mình thương đúng không? Bắt ta để con trai, để con gái cái đấy cũng vui vui mặt buồn buồn, để con gái nó cái mặt buồn so, để con gái nó cái bỏ nhà đi nhậu, để con gái nữa cái quê đi luôn. Ghét mấy người đàn ông lắm. Không có anh. Thích con trai gì? Con gái cũng được hết nè. Rồi để con gái hoài được không? Dạ được anh. Chắc không? Chắc. Ủng hộ. Rồi bây giờ ai quản lý về kinh tế nè, mình tính tế hôn nhân mình phải tính mấy cái đó luôn. Kết hôn xong thì tiền ai giữ anh? Anh làm được 10 triệu á thì anh chỉ đưa cho em 7 triệu thôi, còn 3 triệu anh sẽ giữ lại. Để làm gì? Em làm vốn rồi tháng sau mới có đưa tiếp chị. Bây giờ đưa hết, đưa người hết. Người ta hỏi thôi chứ có nói gì đâu, hỏi làm gì thôi, rủi 3 triệu đó đi cua con gái. Đưa vợ hết. Bây giờ 3 triệu đó nuôi bồ nhí sao? Trời ơi, làm những cái chuyện đó, 3 triệu nó còn ngoại giao, còn đủ thứ, bạn bè này kia. Được không em, vậy được không? Thống nhất vậy được không? Được. Dạ được ạ. Được. Chứ chị là chị trả giá 82 rồi đó. Thôi tiếp tục cái gì nữa? Thật ra là em đang bị cảm, chắc là hát không hay nhưng mà em vẫn muốn gửi tặng bạn nam và tất cả mọi người bài hát Đồng Xanh ạ. Đồng xanh gió ru em và mây nắng bước chân anh về. Từ khi có anh bên em, đời em như vần thơ
Đồng xanh hát xì xào, nắng thăm tô má em ưng hồng. Bên anh nồng nàn yêu thương ngỡ ngàng như là từ bao lâu. Tình em rất mong manh, nhờ sao nói với anh. Trao nhau một tình yêu đắm say. Hay không, hay không bạn? Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Hai bạn dễ thương đấy. Suy nghĩ thật kỹ và quyết định. Chú mới đi nhớ cưới mời con nha chú. 3 2 bấm hay là không bấm là quyền các bạn. Hai bên đã gặp Ủa? Nhau rồi đó. Tôi mới đếm 2 thôi mà. 3 Đây là đấy. Sao mới đếm 2 bấm lẹ vậy cưng? Em sợ coi hư. Dễ thương quá, nắm tay để cảm nhận ngày lần đầu tiên gặp mặt nào. Bạn nam cảm nhận như thế nào? Rất mềm mại. Nói ba ơi, cho con lấy chồng đi. Rồi, chúc hai bạn thật hạnh phúc. Đây là chiếc vé xem phim, các bạn sẽ có thời gian thật là lãng mạn bên nhau. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng Thảo. Của em tên Hồ Minh Thật, năm nay 34 tuổi, quê Kiên Giang. Thật là thiệt á hả? Thật thà chú. Thiệt làm nghề gì? Dạ có nghề, xong nghề buôn bán trái cây. Bán tại nhà hay bán đâu? Bán ở mà phường An Lạc, quận Bình Tân. Rồi mình lên đây mình bán, mình ở với ai? Dạ ở Ên. Thật ở mình Ên, ở Bình Tân, quê Kiên Giang. Mời bạn nữ. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan và các bạn khán giả. Em tên là Phạm Thị Mỹ Duyên, hiện em đang công tác ở trường Mầm Non Hoàng Mi 1, quận 5. Em năm nay là 36 tuổi, sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, quận Bình Tân. Trời ơi, bên đây em ở Bình Tân luôn nha. Cùng quận rồi. Ở phường nào cưng? Dạ, em ở phường Bình Trị Đông. Phường Bình Trị Đông qua phường An Lạc có một chút xíu à. Rồi mình nói về ưu điểm khuyết điểm của mình đi cô gái. Dạ, ưu điểm của em là thân thiện, vui vẻ với lại hòa đồng với mọi người. Còn nhược điểm của em thì trước đám đông thì hơi nhút nhát nhưng mà em cũng có thể khắc phục được. Với lại hay cằn nhằn rồi. Rồi mời bạn nam. Thì ưu điểm của con thì nói chung là cũng hay nóng tính. Còn nhược điểm thì hay quên. Nóng tính là nóng sao? Nóng tính như là bán hơi chậm, cái ai là chạy chậm. Quạo lắm. Quạo la ta luôn hả? Rồi con chạy đi liền. Mình buôn bán mà, khách hàng là thượng đế. Mình đừng có dạy. Dạ nhưng mà thượng đế thì cũng có lúc chị ơi. Trời ơi, nói nghe nè. Má chị á đi chợ trả giá dữ lắm. Mà không phải là người ta ke rẹt gì một hai đồng, mà tại cái thói quen của người già. Hoặc là cũng có một số người có cái thói quen trả giá vậy á. Mấy chị ở đây đi chợ có trả giá dữ vậy không? Có khi là trong trường quay này cũng có người mua đồ của con rồi. Có. Mấy người thiềm như mấy người tập trả giá cũng khủng luôn. Tôi mua bên đây hay không? Thượng mua vừa bán thôi, mình cười mình cảm ơn họ thôi. Thôi có nhiều người mua cũng cọc nữa nha. Cọc chứ. Kỳ lắm. Ông nội bắn mắt. Dạ. Mua kia rẻ bèo bắn mắt luôn ơi. Thôi cậy bán tôi đi. Xíu cô Hồng. Nhiều người mình chứng kiến vậy luôn á. Mình có mấy mối tình đời thật? Dạ nói chung đó là con cũng gãy đổ một lần. Lỡ chuyến đò hả? Lỡ chuyến đò đầu. Có con rồi chưa? Dạ có được bé trai chú. Mà mấy bé tuổi? Bé trai năm nay 9 tuổi rồi. Ở với ai? Ở với con mà mẹ bé đi là lúc bé 2 tuổi. Con mới ẩm con nuôi. Nuôi tới nhà là bé vô mẫu giáo, con mới gửi về với nội cho bé học. Giờ nội giữ đúng không? Dạ. Rồi xong này đem lên đi có cô giáo mầm non lo luôn. Lấy vợ mấy năm? Con lấy vợ được 3 năm. 3 năm rồi chia tay? Dạ. Bán trái cây không được quạo hay sao? Nó còn con không biết. Nói chung là con với vợ con không có cự cãi, không có gì. Thì cô ấy nói ừ, để cô ấy đi làm cái rồi đó là cái đi luôn. Cô ấy đi làm cái rồi đó là cái đi luôn. Nhưng mà em có tìm hiểu nguyên nhân tại sao mẹ bé đi, hay là mẹ bé đi đâu, ở đâu, sống và làm gì, rồi có gia đình chưa hay không? Cái đó em không có tìm, em không có muốn biết, tôi muốn hay là liên quan tới nữa chị. Cũng như cái vết đau của mình này, mình không muốn gặp lại hay là cái gì nữa để làm thêm đau thêm thôi. Trời sao tự nhiên tôi đồng cảm với người đàn ông này quá. Thôi để đi qua bên kia hỏi tình trường coi có trầm buồn giống bên đây không. Ê. Sao cô giáo? Lỡ chuyến đò đầu, giờ ráng kiếm miếng đò nào cho nó vững chãi chút xíu, bơi cho nó tới bến luôn ha. Cô giáo nghe bên kia lỡ một chuyến đò rồi, cô giáo có ái ngại không? Dạ nói chung thì hoàn cảnh của anh bên kia thì cũng giống như em. Em cũng là từng đổ vỡ trong hôn nhân. Hiện tại em cũng có con gái của em là được 11 tuổi rồi.
Thì nghe cái hoàn cảnh của ảnh như vậy thì cũng đồng cảm được. Ảnh kể ra như vậy thì em càng suy nghĩ cho ảnh nhiều hơn. Cái xung đột của hai vợ chồng xảy ra là nó có giống bên đây không? Có tự động bỏ đi không? À dạ không. Do là ông xã của em á, ông xã cũ thì nói chung thì tại vì do cái công việc làm ăn của ảnh á, nên ảnh phải tiếp khách nhiều rồi tới khuya mới về lận. Mà mỗi lần về như vậy thì ảnh hay nhậu xỉn rồi đó. Thì nói chung em cũng có khuyên nhiều lần lắm rồi, nhưng mà ảnh không có khắc phục được, nên tụi em không có tìm được tiếng nói chung, nên tự chia tay nhau. Ờ dạ. Rồi từ đó tới đây cô giáo có quen ai nữa không? Dạ không ạ. Bây giờ anh hỏi thật nè, nếu giờ em với bên kia có tiếng xa hơn đi, rồi em có thể lo được cho hai mẹ con bên kia, rồi lo cho đứa con mình ở dưới quê nữa nổi không? Con kiếm người phụ nữ là biết nắm ăn gia đình, đi nấu cơm nấu nữa, còn cái chuyện kiếm tiền thì không có quan trọng. Hỏi phải lo đúng không? Dạ. Đó. Thật ra cô giáo là công việc ổn định rồi. Dạ. Chỉ cần sáng đi làm, chiều về thì cơm nước buổi chiều tối là được, chăm con là được. Đúng rồi. Phù hợp. Con cũng lớn hết rồi, giờ chăm con chỉ trông cha thôi. Trong trường mầm non á, mấy cô giáo trong đó nhu cầu ăn trái cây nhiều. Mình chở vợ tới làm rồi mình sẵn mình bia cái sạp trái cây mình luôn. Dạ. Mối luôn á. Nhiều khi mấy cô trọng trả giá rồi phiền nữa mà. Không, chắc là đồng nghiệp rồi cũng không đến nổi. Nói đồng nghiệp cũng phải trả giá thôi. Cô giáo trời ơi, cô giáo mầm non dễ thương quá. Em thấy cảm giác thấy mình hợp gì với ảnh không? Dạ em thấy hợp được cái bản tính chân thật với lại giản dị. À từ những cái câu nói của ảnh là từ trong lòng ảnh thốt lên á. Đúng rồi. Chân chất lắm, không có gì gọi là dấu giếm hay gì. Con người của bạn ấy giống như cái tên của bạn ấy vậy. Mình muốn một cái con đò mới đó, nó tiêu chí thế nào có thể diễn tả coi giống ảnh không? Em đến với cái chương trình này thì chỉ mong là kiếm được cái mẫu người đàn ông chung thủy, biết lắng nghe, rồi cùng em chia sẻ những cái niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống. Về ngoại hình thì em không cần gì hết. Nhậu nhẹt sao? Dạ nhậu nhẹt thì cũng ít thôi, đừng có sáng sai chiều xỉn là ngày nào cũng vậy thì không được. Bán ta trả giá thường đồng mà tiền đâu mua bia đâu uống đâu mà lo không biết. Bên đây có nhậu không? Dạ em về nhậu thì cũng có nhậu mà ít, nhưng mà có nghĩa là em hút thuốc nhiều. Hút thuốc hả? Dạ hút thuốc lá nhiều. Thôi mai mốt á mình giảm bớt được thì giảm, tại vì nó cũng có tốt cho sức khỏe. Mình mua những cái loại kẹo the đồ đó. Dạ. Mình ngậm cho đỡ buồn miệng ha. Bán trái cây mình hút thuốc, người ta đi ngang người ta mua thấy rơi tàn thuốc rồi đúng không? Ế mới hút dữ. Ế mới hút dữ. Ế ngồi hút dữ lắm. Đã ế rồi còn không có lời còn mua thuốc hút nữa. Tiêu chí chọn người phụ nữ tương lai của mình như thế nào? Em thì không có, cũng không có cần đòi hỏi gì, còn người phụ nữ ưa nhìn là biết giỏi đảm đang việc nhà với chung thủy là được. Cô ở đây rất là dễ thương luôn. Chuẩn mực lắm. Chuẩn mực lắm. Cô giáo đi với ai cô giáo? Dạ hôm nay em đến đây với lại em ruột của em và đồng nghiệp của em. À. Dạ chị mình chào người nhà của nhà gái ạ. Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Chào em. Em là đồng nghiệp của chị Mỹ Duyên. Thì hôm nay em đến đây thì em nhìn anh thật á, em thấy anh cũng thật thà, giản dị, nhưng mà thấy có vẻ cũng dễ gần á. Mình cho nhau cơ hội tìm hiểu, nếu mà hợp nhau thì mình tiến tới, còn không thì mình có thêm một người bạn nữa. Em nghĩ là cũng vui á chị Duyên. Em xin hết. Cảm ơn cô giáo. Ráng nói vô, bữa nào anh đãi nguyên xe trái cây chở tới trường lớp luôn, rồi sau đó mua đựng trả giá là được. Rồi người nhà của mình là ai? Dạ anh em đi tới bên. Có anh Quyền Linh hỗ trợ nha. Dạ, dạ. Bây giờ thì mình mở rào. Chuyện còn lại là của thật đó thật. Coi như đây khách hàng bán trái cây trước đi. Dạ tặng em một trái cây. Vỏ trái cây không trùm mệm sợ mưa ướt hay sao? Dạ, hôm nay em đến đây em có chuẩn bị cho anh một món quà, một con heo đất to và một con heo đất nhỏ. Em sẽ chúc cho anh luôn buôn mai bán đắt, thuận lợi trong buôn bán mình. Chúc cho anh lúc nào cũng có một gia đình sung túc. Dạ, cảm ơn. Đâu lấy con heo ra coi. Lấy ra thử con heo bự coi sao. Tính toán nữa nè. Rồi, con heo nhỏ. Con heo bự đó bỏ vô cái xe trái cây. Mỗi bữa lời bỏ ít vô đó. Ăn bỏ gom tới ngày làm đám cưới.
Còn heo nhỏ kia gom góp tiền mỗi bữa cũng bỏ vô quýt để cuối tháng cho con. Em cảm nhận về thấy anh sao? Nói chung thì chân thật giản dị giống như là ngay lúc đầu em nói. Còn chung thủy hay không thì em không biết, em phải tìm hiểu anh thêm. Ai thì cũng nói chung thủy được, nhưng mà cho nhau cơ hội tìm hiểu mới biết nhau là chung thủy hay không. Ví dụ mà em với anh mà trong quá trình tìm hiểu mà hợp với nhau á, thì anh dự định như thế nào? Bao lâu mình đến cái hôn nhân thì cái đó là tùy quyết định của em thôi. Nói chung á thì đi hẹn hò hay là có thời gian mà tâm sự với nhau, đi chơi với nhau á, thì anh chỉ có dắt 5 giờ rưỡi. 5 giờ rưỡi đến mấy giờ vậy anh? 5 giờ rưỡi là tới 5 giờ rưỡi sáng luôn. Gia đình em thì khó lắm. Em chỉ đi chơi được tới 8 giờ là em phải về rồi. Anh có chịu không? Anh có chịu không? Cũng bình thường thôi. Tại vì cũng khi, có khi là anh đi bán về mệt. Có khi anh nghỉ sớm, anh cũng cần nghỉ sớm. Em cũng đi làm về mệt, em cũng cần nghỉ sớm. Nên là mình đi gần thôi, đừng nên đi xa. Dạ. Cuối giờ gia đình em vẫn cho 8 giờ rưỡi là đóng cửa hả? Khoảng 8 giờ đi chơi tới 8 giờ thôi. 9 giờ là đóng cửa. Đi qua 9 giờ thì là không có mở cửa. Không mở cửa ra hả? Dạ. Có khi nào dù giờ trong quá trình tìm hiểu tụi anh tới xin tới 10 giờ được không? Hả? Ngọc Lan với MC Quyền Linh sẽ tới xin. Ở nhà ai khó nhất? Không phải là khó mà tại vì đổ dở lần đầu rồi thì chỉ sợ là đi chơi nhiều quá rồi cái quen nhau rồi cái lại không hạnh phúc nữa. Nên gia đình cũng lo lắm. Lên sóng truyền hình vậy mà gia đình biết mà quen như vậy thì chắc em nghĩ chắc chấp nhận. Mình xin luôn đi. Hai bác ơi. Dạ. Ngọc Lan và Quyền Linh xin phép được chào hai bác. Dạ. Dạ hai bác ơi, vì đôi trẻ này cần phải có thời gian để tìm hiểu nhau, để hai bạn có thể tiến tới với nhau, để giá lành những cái vết thương đã lỡ. Cho nên là hai bác cho phép bạn gái đi chơi tới 10 giờ nha hai bác. Dạ. Có chuyện gì con không chịu trách nhiệm đâu. Có chuyện gì con không chịu trách nhiệm đâu. Cảm ơn đi. Dạ cảm ơn hai bác. Có chuyện gì tụi con cố gắng chịu trách nhiệm phụ chút. Dạ. À. Được chưa? Dạ. Không lẽ hai bác không cho đi tới 10 giờ, nhưng mà tuần đi 1 lần hay lần đừng đi hoài nguyên tuần thì hai bác nhà lo thôi. Không ấy vậy đi. Tuần cái mình đi chơi khuya 1 lần. Còn những ngày trong tuần mà mình nhớ nhau quá, mình qua nhà bạn gái mình chơi luôn. Đúng rồi. Mình muốn ở tới mấy giờ thì mình ở. Không lẽ người ta đuổi mình. Đúng rồi. Bây giờ thí dụ nha, hai người mà yêu nhau, hiểu nhau rồi. Dạ. Kết hôn liền luôn. Đúng chưa? Mình ở đâu thử xem. Hai đứa tụi em mà quen nhau mà có mà tiến tới hôn nhân á thì sẽ ở riêng. Rồi. Nếu mà chưa có nhà riêng thì sẽ thuê nhà ở trước. Rồi. Rồi từ từ rồi mình sẽ mua nhà sau cũng sao hết. Rất rõ ràng. Được không? Dạ được. Con cũng thích là sống tự lập, không có lo gì chứ. Dạ. Tôi nói với bà nghe, hồi đó đó tôi còn bán thua bạn nhiều cấp nữa. Tôi bán ba cái rau củ quả, bán ở chợ Cầu Muối, tôi bán dưới đất á, không có được cái xe như bạn luôn. Lúc trước đó con cũng bán vậy á. Đó. Rồi từ từ mới lên được mới cái lên xe. Mới lên chiếc xe đúng không? Rồi từ từ mới ra sạp. Yeah. Sạp rồi vô siêu thị. Ở đây là chúng ta không cần phải gọi là quá nhiều tiền, nhưng ý tưởng chúng ta hết sức là quan trọng. Ví dụ chẳng những bán trái cây đó mà mình ở nhà mình nếu được á, mình thuê đó, mình tối với bà xã về xong rồi bán trái cây tô đó, thí dụ thế. Nói chung là cái gì mà nó phù hợp với cái của mình là mình làm hết. Chỗ nhà trọ nào thuê nhà mắc mắc một chút, mở cửa hàng bán trái cây đó, nếu cần quảng cáo thì chụp hình Ngọc Lan với trái sầu riêng, chụp hình với trái măng cục, kêu mà Ngọc Lan măng cục, Ngọc Lan sầu riêng, dán cái hình trước cửa bán, ai mua Ngọc Lan bán luôn. Không không còn dám bán đâu. Bán luôn. Tôi đâu có đứng đây tôi làm MC chung với ông. Mình tiến hành bước nữa, mình tiến tới đi thật. Mình ta nắm tay cô giáo ha. Đó. Chờ phép anh nắm tay. Nhìn thẳng vô mắt cô giáo. Dạ cho con xin phép cô với bác nắm tay. Tiền trảm hậu tấu ha. Dạ thì mình cho nhau cơ hội. Dạ. Ủa gì vậy? Chưa. Rồi cô chú ơi cũng thử nhẹp tay cho ngồi. Đứng tiếp đi, nắm tay tiếp chưa. Chưa. Cô chúc là không được thì làm ăn gì nữa. Thấy có thích gì bạn gái không? Dạ thích. Thích không? Thích lắm. Thích lắm. Rồi cô chú ơi thay cho con chú ướt tay hết rồi. À đứng y nguyên đó. Con vô đây làm không được lấy gì lấy vợ. Nắm tay vô. Nghe lời tôi đi. Chú làm khó con nữa. Không có khó. Giờ cô giáo hát bài tặng cho Thật đi.
Và hát tặng cho anh bài Gợi Nhớ Quê Hương. Mời quý vị cô lắng nghe. Quê em hai mùa mưa nắng, hai thôn nghèo nói liền bờ đê. Từng lý tre xanh nghiêng nghiêng chiều hè, như bức tranh gợi tình quê đậm đà. Lời ru con tiếng dòng đông đưa, ai chờ ai thương dòng nước ru buồn. Làm gì nữa? Không biết luôn, chú chỉ con đây. Trời ơi, ảnh đỏ mặt hết trơn rồi, dễ thương quá. Máy giặt Toshiba điều khiển từ xa, ứng dụng công nghệ IoT. Đã đến lúc ta lắng lòng mình lại, suy nghĩ thật trong trái tim của mình nha các bạn. Thật sự nếu chúng ta thấy đây là một nửa mình có thể nắm tay nhau cùng đi suốt cuộc đời, hoặc là thấy có thể rung động với người đối diện, thì hãy bấm ngay cái nút đó. Còn nếu không, chúng ta không cần bấm. Bấm là phải là có trách nhiệm với tất cả những lời hứa, lời nói của mình từ nãy giờ. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Bây giờ nắm tay được rồi đó. Đó, thấy không? Chưa cái sáp là nắm liền, thấy chưa? Đó. Vậy là hết. Vậy là hết vui rồi đó. Không có chạy đâu chứ. Bây giờ bắt đầu mới xin hai bác nè. Cảm nhận của em nói đi. Bắt đầu. Dạ, cho con xin phép hai bác quen bé Viên. Con hứa với hai bác là sẽ chăm sóc cho bé Viên. Còn về có đi chơi á, con với Viên xin đi hay trễ trễ chút xíu, mà nhưng lâu lâu cho con đi một lần, hai đứa con đi một lần thôi. Dạ con cảm ơn. Duyên thấy sao, cảm nhận sao Duyên? Dạ em thì nói chung là nãy giờ cảm nhận được tình cảm anh ấy trong lòng rồi, nên khi anh nói ra thì không có gì bất ngờ nữa. Nhưng mà thì cũng hiểu được ý hiểu của không? Anh. Dạ. Chị thấy cô giáo rất là xúc động, mắt cô giáo rất đỏ. Nếu không kiềm chế có lẽ là những giọt nước mắt nó đã rơi ra ở đây rồi. Nhưng mà là những giọt nước mắt rất hạnh phúc. Đúng không hả cô giáo? Dạ. Hùng ghê, Hùng ghê coi. Dạ cho con xin phép hai bác hôn bé Viên. Mừng mừng. Được không? Không. Chúc hai bạn hạnh phúc nha. Bây giờ thì hai bên đã có mặt rồi. Xin mời em trai giới thiệu về mình. Đầu tiên cho em xin phép gửi lời chào đến MC Quỳnh Linh và MC Hồng Vân và cùng toàn thể các khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu là em tên là Nguyễn Trần Trí, năm nay em 23 tuổi và em đến từ Đồng Nai. Hiện nay thì em đang công tác tại phòng trinh sát của Lữ đoàn 25, quân khu 7. Và đến tham gia chương trình với em ngày hôm nay thì có gia đình của em là có mẹ, có chị hai và một người bạn thân. À rồi. Xin chào đón em đến bạn của hẹn hò. Mời nhà gái kia, bạn bên kia tên là Trí nha, chứ không phải là Trí CH nha bạn. Dạ vâng, Trí CH đấy ạ. Đúng dạ. Rồi CH có Trí á, có Trí á. Có Trí thì nên đó. Ha. Dạ. Rồi bây giờ tới mình nè. Xin chào cô Hồng Vân, chào chú Huyền Linh, chào các vị khán giả và chào bạn nam bên kia. Em tên là Đinh Thị Thương, em năm nay 25 tuổi. Hiện em đang là nhân viên văn phòng và sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Sống làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, em làm ở quận mấy? Dạ em làm ở Bình Tân luôn, ở Bình Tân, Cộng Hòa Bình Tân. Dạ. Ở Bình Tân luôn, sống ở Bình Tân luôn, làm Bình Tân luôn. Em sống ở Gò Vấp ạ. Hả? Em sống ở Gò Vấp ạ. Gò Vấp mà làm dạ. Việc Bình Tân đúng không? Dạ đúng rồi. Nhân viên văn phòng. Rồi em có mấy mối tình rồi? Ủa quên, khoan đi, vô cái bị đường đột quá đúng không? Dạ. Bây giờ mình nói về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Dạ, về điểm mạnh của em thì em khá là năng động, vui vẻ và em thích đi chơi và thích ăn rất là nhiều món ăn. Nhưng mà điểm yếu của em là em không biết ăn cay và em hơi nóng tính. Và khi mà một người mới khi mà gặp em á, thì phần lớn là sẽ được nhận xét rằng là em khó gần. Nhưng mà sau khi mà người ta giao tiếp với em xong một thời gian thì sẽ thấy rằng em rất là thoải mái, rất là dễ tính. Nhưng em cũng không hiểu tại sao mà cái cảm nhận ban đầu là ai cũng nghĩ là em dạ, khó gần. Cái đấy đến giờ em cũng không biết tại sao. Vậy hả? Dạ. Rồi lý do gì mà em lại nghĩ đến chuyện là em sẽ lấy chồng bộ đội? Về cái lý do lấy chồng bộ đội thì
em không có đặt nặng là về cái bạn nam kia là bắt buộc phải làm cái ngành nghề nào, chỉ cần bạn ấy là ở cho cái mức là có thể thấu hiểu được, có thể cùng nhau chăm sóc ba mẹ. Và khi mà em nóng tính thì bạn ấy có thể nhường em được. Nhưng mà hôm nay rõ ràng bạn đây là bộ đội, mà cái số này là số đặc biệt để dành cho những quân nhân mà, đúng không? Dạ đúng rồi. Thì giống như là so với các ngành nghề thì em có cảm tình hơn với là cái nghề bộ đội, những người mà quân nhân hơn. Bởi vì em cảm giác là giống như trong một cái môi trường mà nó kỷ luật hơn, nó khuôn phép hơn, và sẽ hình thành một cái nét tính cách nó sẽ tốt hơn so với những cái ngành nghề khác bên ngoài. Rồi, ok em. Dạ. Rồi, bạn ơi. Vâng ạ. Ừ, Chí ơi, Chí nghe không Chí? Dạ nghe ạ. Đấy, thì bây giờ bạn chỉ mong là bây giờ Chí, nếu bạn nóng tính, Chí nhường bạn tí, Chí thấy sao nè? Em được cái có ưu điểm là hay nằm kèo dưới lắm. Chí chấp nhận kèo dưới. Chí có những ưu điểm, khuyết điểm gì? Dạ thì em, ưu điểm của em là thứ nhất là dễ gần. Đặc biệt là em không hút thuốc. Còn khuyết điểm của em là em rất là ít nói. Còn tham gia đám đông thì chủ yếu là em hưởng ứng, chứ ít khi em phát động cái vấn đề đấy. Một cái nữa là tối ngủ hay nghiến răng lắm. Nghiến răng? Vâng, tối ngủ mà ngủ ở nhà mà mẹ ở ngoài mà mẹ còn nghe trong phòng em nghiến răng. Không sao, cái đó cái thật là từ có vợ hết nghiến à. Sợ à, không? Hy vọng chồng, sẽ hết. Chồng ngủ mà nghiến răng sợ không? Dạ cũng sợ. Sợ. Nghiến dữ không vậy cưng? Dạ Chí em cũng không biết là có dữ hay không, nhưng mà nghe tối em ngủ em không biết gì, nhưng mà sáng ra bảo hôm qua là trực thăng đâu nó bay hay sao, trong nhà mình trực thăng đáp hay sao, nó bạch. Nghiến răng gì mà bạch là sao trời? Dữ vậy đó hả? Em cũng chả biết, nghe người ta kể lại là nghe cái mức độ nó phải cỡ đấy. Sao đâu, có thời gian thôi, nó cũng đến mức phải nghiến cả đời đâu. Bây giờ là em có mấy mối tình rồi, báo cáo bên đàn gái người ta biết đi. Nếu mà tính về mối tình chính thức thì em có 2 mối tình. Một mối tình lớp 9 và một mối tình năm lớp 12. Thì những cái mối tình đó thì cũng là lớp 9 cái... bỏ đi, lớp 9 bỏ vâng, đi. Vâng, là tình yêu từ học sinh. Vớ vẩn, ừ. Mối tình học sinh. Vâng. Thì còn một mối tình nữa là năm vào cuối năm 12. Chứ và em mối tình đó kéo dài được 1.5 năm. Là đến khi em học được nửa năm nhất. Dạ, là... Rồi xong rồi là được 5.5 chia tay nhau. Dạ vâng. Rồi tới, coi như mình vô quân ngũ là tới nay mình chưa yêu ai luôn. Dạ vâng, tính từ đó tới giờ thì vẫn chưa có... Là mấy năm rồi? Mấy dạ, năm rồi? 4 năm rồi. 4 năm rồi là phòng không gối chiếc đó đúng không? Dạ. Trong phòng em thì có cái gối ôm rồi, nên là cũng đỡ tủi thân phần nào. Ờ. Để hỏi bên đây nha. Bên đây sao nè? Bên đây... Bên đây chuyện em... Chuyện tình duyên của mình... Em thì chuyện tình không được bằng bạn kia. Em chưa có mối tình nào hết. Chưa có mối tình nào luôn? Dạ. Lý do? Xinh xắn như vậy tại sao lại chưa có mối tình nào? Thì cái ban đầu em chia sẻ là mọi người khi mà tiếp xúc với em thì đều nghĩ là em khó gần. Và phần lớn là mấy bạn ấy thường là không có tiếp tục chịu tiếp xúc với em. Hoặc là cái thời điểm mà mấy bạn ấy tới thì em, cái thời điểm đấy em chưa xác định rằng là em muốn tạo dựng một mối quan hệ. Tại vì dù như là khi mà em học thì em xác định rằng là em chú tâm vào việc học và em không có nghĩ đến chuyện tình cảm. Sau khi em ra trường xong em bắt đầu đi làm thì lúc đấy công việc của em chưa có ổn định. Và em cũng... Chú tâm vào công việc. Thời gian của em dành cho công việc khá là nhiều. Và gần như là thời gian cho bản thân cũng ít nữa. Nên là cái đoạn mới đầu khi vào công việc thì em cũng không có tạo dựng mối quan hệ về tình cảm. Và đến giờ này thì ba mẹ em thì có hối. Và em thấy cái chương trình này thì em đăng ký tham gia và mong muốn rằng là có thể tìm được một nửa kia. Tức là em rất là an toàn đó. Dạ. Có nghĩa là giống như là em không muốn tự đi tìm hiểu mà em muốn là gửi gắm cái gọi là cái tình yêu của mình vào cái bạn muốn hẹn hò. Rồi hơn như vậy nữa là muốn gửi tình yêu mình vào một cái chiến sĩ quân nhân, đúng không? Là một quân nhân là cái độ an toàn là cực kỳ cao hơn nữa. Dạ đúng rồi. Đó, cô gái này cũng tính dữ lắm ạ. Đúng rồi. Ba còn trẻ quá, ba mẹ hối sớm quá vậy. Dạ. 25. Tại ba mẹ con thấy đó giờ chưa có quen ai, cũng chưa có dắt ai về, nên là sợ rằng là để thêm 1-2 năm nữa mà không hối thì sẽ ế dại. Trời ơi, ế. Có nắm tay chàng trai nào chưa? Dạ chưa. Có ai đặt nụ hôn trên má lần nào chưa? Dạ cũng chưa luôn, không ai dám làm điều đó đâu. Chưa có đúng không? Dạ. Chưa có nha.
Ráng nha. Cái vấn đề này em giải quyết được. Giải quyết nha, triệt để nha, quyết liệt. Rồi. Bây giờ nào, hỏi hình mẫu bạn trai của em như thế nào? Bây giờ em tưởng tượng trong đầu em sẽ yêu một người con trai ra làm sao? Thì em không có đặt nặng vào cái ngoại hình bên ngoài nhiều. Em chú trọng vào tính cách của người đó và cái cách ứng nhân xử thế đối với ba mẹ, đối với người thân, đối với người trên. Thì với cả em cũng chia sẻ ban đầu là tính cách của em nó không được ổn cho lắm, nó còn chút của nét trẻ con, và mong rằng là bạn nam sau này thì sẽ nhường nhịn em. Nhường nhịn. Tức là em kèo trên đúng không? Bạn kia thì bạn chấp nhận kèo dưới rồi. Dạ. Đúng không? Dạ. Chú rồi nãy nói chấp nhận kèo dưới không sao cả. Thì đó thì bởi thì buộc lòng bé này phải lên kèo trên thôi. Rồi. Bây giờ em trai là thích những mẫu hình như thế nào? Dạ thì về người bạn gái của em thì em cũng không quá đặt nặng về vấn đề mà ngoại hình. Cơ bản là cao độ từ 1m53 trở lên. Cao hơn rồi đó. Thì từ 1m53 trở lên là được rồi. Đừng có thấp quá nhưng cũng không cần phải cao quá. Thôi, không vậy thì ổn đó. Rồi chưa, nó cao bây giờ người ta mới có một cái nguyên tắc là chiều cao thôi. Rồi bây giờ nước da làm sao? Dạ về nước da thì cái đấy thì mình có đen hay là gì mình quen giờ là dạ yên tâm, con gái đâu có ai đen đâu mà sợ. Sao không, bây giờ đặc thù công việc anh cũng tùy đặc thù công việc của mỗi người thôi. Đúng rồi. Dạ. Nhìn ông này vậy thôi chứ mà ông nó không đặt nặng gì hồi khui là ông có tiêu chuẩn của ông hết trơn rồi đó. Ông đây cũng đẹp trai, đây cũng đẹp gái, hai đứa thấy cũng hợp lý đó. Bây giờ mình hỏi người thân coi sao nào. Em gái đi với ai vậy? Dạ hôm nay ba mẹ em không có đến được, lý do là vì dịch bệnh nên là vấn đề đi lại nó cũng phải xem xét đó. Tại vì ba mẹ em là sống ở quê, ở ngoài Bắc lận. Ngoài Bắc lận hả? À, ngoài Bắc dạ. Là ở đâu? Dạ ở Hà Nam ạ. Hà Nam. Hà Nam. Dạ. Rồi. Vậy là bây giờ sao, hôm nay mình đi với ai? Dạ hôm nay em đi mình. Lúc mình đây, đại diện đây. Yên tâm, có bà mối rồi ha. Tôi đây. Bà tính sao? Chừng nào phải chừng nào cho đàn trai bước tới? Tôi thì tôi thấy như vậy, cậu thanh niên bên đây là một người rất là có duyên ngầm. Đó là cái điều mà tôi nhận xét. Bạn thanh niên bên đây là một người, theo tôi nghĩ là trong công việc bạn đó cũng sẽ là một người rất là quyết đoán ha. Nhưng mà trong cuộc sống thì chắc có lẽ là như bạn ấy đã nói là bạn ấy sẽ nhường nhịn cái đối tượng mà bạn ấy yêu thương ha. À, về phía nhà gái thì tôi thấy tôi đồng ý đó. Đồng ý, nhà trai đồng ý chắc chắn rồi. Ha, bây giờ mình hỏi em đi với ai, với mẹ đúng không? Dạ, anh đi với rồi, mẹ. Rồi, cho gặp bác gái. À, mời mẹ. Dạ, xin chào MC Quỳnh Linh với chị Hồng Vân, với khán giả trong trường quay. Hôm nay thì có chương trình hẹn hò thì con trai mới gặp được cô bạn gái ở đây. Làm mẹ thì ai cũng muốn con mình có một gia đình hạnh phúc. Hôm nay cũng mong hai đứa có duyên với nhau để đến với nhau như mong muốn của gia đình. Nhưng mà mẹ thấy cái bạn này là có đúng trong cái suy nghĩ của mẹ về một con dâu tương lai không? Nói chung là nhìn thì ok rồi, nhưng mà hơi ốm một chút. Những cái ốm hay mập thì sau này mình bồi bổ thêm thì nó cũng mập thôi. Ốm bây giờ mới khó, mập dễ lắm. Bây giờ làm như đồ ăn nó sao mình hít cái cũng mập nữa, còn giữ được cái phọt này khó khăn. Ốm mà lên mập mới khó dễ, còn mập mà xuống ốm khó. Đánh đi. Không nói không chịu được hay sao vậy? Nói vậy thôi mà. Rồi, rồi. Em có đi với thủ trưởng không vậy? Dạ có thủ trưởng. Rồi cho gặp thủ trưởng đi. Vâng, xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Thì hôm nay tôi đến đây với danh nghĩa là thủ trưởng của em Trí. Thì qua cái tiếp xúc và qua cái nghe cái cuộc đối thoại cũng như là những cái tìm hiểu về cô gái bên này, thì theo anh thấy rằng là bạn gái bên này rất thùy mị, rất tết na, và nếu mà cảm nhận đầu tiên thì cũng rất dễ thương. À, nếu như hai em mà xác định gắn bó với nhau thì đây cũng là một cặp đôi tương đối là hoàn hảo. Cũng chỉ lưu ý thêm với em gái là với cái đặc thù của quân đội mà em Trí là một sĩ quan sẽ phải cống hiến hết mình cho quân đội đến hết tuổi nghỉ hưu. À, thì thời gian công tác nó tương đối dài và cái môi trường thì vô cùng là khó khăn.
và có trong cuộc sống nó cũng không thể hoàn hảo được như ở ngoài được. Nếu mà gắn bó nhau thì phải vượt qua rất nhiều những cái khó khăn trở ngại để mới có được cái hạnh phúc. Thì anh cũng chỉ biết là khuyên các em là hãy tìm đúng cái một nửa của mình và theo đúng cái con tim mình mách bảo. Xin cảm ơn. Cảm ơn thủ trưởng. Sao nghe thủ trưởng thương, nghe thủ trưởng nói có nhục chí không? Dạ thì con cảm ơn bác gái, cũng cảm ơn thủ trưởng rằng là con cũng xác định sẵn là về nghề về quân nhân thì thời gian dành cho công việc rất là nhiều. Đôi khi về mảng gia đình thì có thể là sẽ phải xem xét cái tính chất là về nhiệm vụ sẽ cao hơn. Thì cái đấy, điều đấy thì là điều đương nhiên. Tất nhiên là người phụ nữ nào mà chọn một người chồng là quân nhân thì đều sẽ chấp nhận điều đấy. Đã lường trước rồi đúng không? Dạ. Rồi, thôi mở rào đi không, nha. Thực chất á, là khi có tình yêu á là họ quên đi tất cả mọi thứ. Mình chỉ sợ là không có tình yêu thôi. Có tình yêu nào cũng khó khăn cũng vượt qua cả. Thực chất mà nói cái sự hy sinh đó, người ta cũng hiểu rồi. Khi mà chấp nhận quân nhân giống như là cô ở đây, chấp nhận quân nhân là mình đã chịu thiệt thòi rồi. Nhưng mà bù lại chúng ta có sự an toàn, an tâm, ha, uy tín, chất lượng nữa. Ăn Việt Nam chất lượng cao. Mở rồi, rào. Mở rào. Đâu nè, sao mà giống như là người hai người xa lạ vậy, đứng nè trao gửi quà, mở quà nói ý nghĩa cái món quà này như thế nào? Anh mở trước đi. Em xin phép mở trước. Thì hôm nay món quà của em là kẹo. Thì từ đầu em đã nói là ưu điểm của em là em rất là thích ăn và em thích những viên kẹo. Em mong rằng là nếu mà sau này có cơ hội thì em mong bạn tình yêu của em với bạn trai của em cũng ngọt ngào như những viên kẹo. À, rồi. Thì, đến với chương trình hôm nay thì em có chuẩn bị cho bạn gái một món quà, đó là một cuốn sách với tựa đề là Tuổi Trẻ Hoang Dại. Nhưng mà lên đây chắc giờ sách nó sai tựa đề mất tiêu rồi. Tại vì ý nghĩa cuốn sách là vì em là đặc thù công việc là cái thời gian nó cũng hạn chế, cho nên là không được làm nhiều những cái điều mình thích như là những cái bạn cùng lứa bên ngoài. Thì em muốn gửi tâm tư của em vào cuốn sách này và muốn là bạn nữ là nếu có cơ hội có thể thì hãy thử tất cả mọi thứ ít nhất là một lần, nhưng mà nó vẫn phải trong cái khuôn khổ của nhất định. Là thử được làm những gì mình thích, tại vì bây giờ thấy là thường là tuổi trẻ làm thì thường có sự ngăn cản của thứ nhất là gia đình, thứ hai là của nhiều cái tác động bên ngoài nữa, nên là muốn gửi gắm vào cuốn sách này cái tâm tư như vậy ạ. Rồi, mặt hai bạn về chỗ đi. Để quà đây đi, để quà đây rồi ngồi nói chuyện cho thoải mái nè. Đó. Mình cảm nhận về người đầu tiên mới gặp người lạ ơi, cảm nhận thế nào? À, anh có cảm nhận gì về em không? Hôm nay bạn đẹp quá. Còn gì nữa khác không anh? Thì vừa mới nhìn vào bạn mình bên này, nãy giờ mình ngồi thấy mình tự tin hẳn lắm, bảo mình tí quay mở rèm ra mình cũng bối rối, mà giờ nhìn những người phụ nữ đẹp mình run quá, quên mất lời này. Thì hôm nay thì mình có một bài thơ. Thơ thì không phải là do mình tự sáng tác, nhưng mà cũng là mình sưu tầm rồi mình cũng có cải biến lại, thì cũng tặng một bạn một bài thơ. Thì mời cô chú MC và các bạn trong trường quay em gửi tặng các bạn, gửi tặng bạn gái bài thơ. Yêu em anh để trong lòng, anh nào đâu dám tỏ tình với em, vì em cô gái ngọt ngào, còn anh là lính đâu nào dám mơ. Chiều buồn ngồi nghỉ vẩn vơ, thốt lên bốn chữ hỏi ai yêu mình, em ơi sao nỡ vô tình bỏ anh bộ đội cô đơn một mình. chưa gì kêu người ta bỏ cô đơn một mình rồi, bỏ hồi nào này rào trước đón sau. Bài thơ này như em chưa có làm gì hết mà anh bảo em bỏ anh. Thương đáp lại Thương. Dạ thì em cũng mang tới một câu thơ muốn tặng cho chương trình và cũng tặng cho người bạn trai tương lai của em.
Thì trăm lối đi em chỉ mong một lối về. Vạn người mến em chỉ mong một người thương. Thì mong rằng là nếu mà hôm nay chúng ta cho nhau cơ hội thì cái câu thơ này nó sẽ đúng với chúng ta sau này. Cảm ơn. Tiếp theo thì sau cuộc nói chuyện này mình sẽ hẹn hò thế nào? Trong hỏi lại này thì bạn giới thiệu mình vẫn chưa nghe rõ tên của bạn, hỏi lại bạn tên gì ạ? Em tên bạn. Thương ạ. Em tên Thương, em đến từ Hà Thương. Nam. Thương, dạ. Nãy giờ là tôi đã gọi 2-3 lần là Thương. Thôi, ơi, Thương Chí. Nó nghe nè, bây giờ Chí hóa giải cái suy nghĩ của Thương đi. Thương nói là ai mới gặp Thương là cũng thấy khó gần đó. Thương thấy Chí thấy Thương khó gần không? Dạ không, lần đầu tiên nhìn bạn thì thấy cũng có thiện cảm rồi chứ không có phải như là lời người ta đồn. Nhiều khi bạn ấy đồn chứ ai đồn? Bạn tự đồn lên á. Nhiều khi do áp lực công việc thì người ta gặp tới đúng lúc mà bạn gặp cái stress hay cái căng thẳng thì bạn khó chịu, là người ta giả sử người ta đang khó chịu mà mình tới mình còn nhây nhưa mà còn chọc ghẹo người ta thì cái đó là khó chịu người ta là đúng, chứ không có phải là sai cái chỗ đấy. Hẹn hò thế nào đó? Dạ. Tụi em ở đâu đó hỏi đi. Thì bạn giờ, tuần gặp mấy lần? Thì cái do đặc thù công việc thì như mình là sĩ quan mới ra trường nên là cái thời gian công tác của mình là gần như là cả tuần. Còn nếu mà mình và bạn tiến xa hơn thì có thể là tranh thủ vào cuối tuần mình là đi. Ý của anh là chủ nhật đúng không? Chủ nhật hoặc là buổi tối thứ bảy. Thì cái khung giờ đấy thì lúc chắc đó là bạn là cũng không có vướng công việc nữa nhỉ? Dạ, hiện tại thì em làm văn phòng nên là ngày chủ nhật em cũng rảnh. Thì ý của anh là gặp hàng tuần hay là một tháng mấy lần anh? Thì nếu mà có điều kiện thì một tuần một lần thì là tốt nhất. Còn tại do đặc thù công việc nữa thì có thể là một tháng một lần cũng được. Nếu theo bạn thì cái lịch như vậy là có ổn hay chưa, hay là hơi ít hay là sao? Cái lịch của anh thì nó cũng phù hợp với lịch của em á. Tại vì em tính chất công việc của em thì cũng khá bận đó, nên là thời gian của em cũng không có nhiều. Ví dụ như ngày nghỉ thì thường là em dành thời gian cho gia đình, thì em có thể san sẻ một ít cho bạn trai em cũng được. Cái phần đấy thì đấy là điều đương nhiên. Thì đấy là khoảng thời gian để mình gặp mặt thôi. Còn nếu về mọi hàng ngày thì tối có thể mình liên lạc qua Zalo, Facebook hoặc là Mocha đấy, vâng. Mocha, vâng, ứng dụng Mocha, ứng dụng Mocha đó. Dạ vâng. Thì thường thì tối là bạn sẽ mấy giờ bạn ngủ? Thường là 10 giờ hoặc 10 giờ, là 11 giờ là em ngủ rồi. Dạ. Thì em rất là đúng giờ. Anh nhắn tin trễ là em không trả lời đâu. Là mấy giờ thường ngủ mà trễ? Mấy dạ giờ? Thường là 10 giờ, trễ lắm là 11 giờ là em đi ngủ rồi. Có lần nào overnight chưa? Sao không có lần nào. Như bên bên quân đội mình phải ngủ sớm chứ, dạ đâu vâng. Được ngủ trễ đâu. Dạ vâng, ngủ sớm rồi. Nhưng nhiều khi khó ngủ quá, tối hay ngồi mấy anh em ngồi với nhau uống chè cháo rồi đó là mất ngủ luôn rồi. Thức gần như tới sáng rồi. Bây giờ mình sở thích đi đâu, hẹn hò thích đi đâu, hỏi bạn gái đi để mình chuẩn bị cái cuộc gặp gỡ đầu tiên nè. Thì trong lần hẹn đầu tiên thì bạn muốn, bạn thích là mình sẽ đi ăn, xem phim hay là mình muốn mình đi đâu đó chơi? Nếu mà anh cho em chọn đó, thì em muốn đi ăn, cái đấy là sở thích của em. Thì hồi nãy mình có nghe bạn chia sẻ là bạn không thích ăn cay. Dạ em không biết ăn cay. Không luôn. Biết ăn cay không? Dạ. Là bạn có điểm chung với mình. Dạ. Không thích ăn canh đó hả? Cay. Ăn cay ạ? Ăn cay. Vâng. Dạ. Ở nhà mà nấu đồ món gì mà có đồ chấm là thường nhà em là 2 chén nước chấm. À em còn điểm này nữa. Anh có giỏi nấu ăn không? Cái này thì chắc để học thêm chứ về nấu ăn thì... Tại phần này em cũng không giỏi á. Thôi không sao, cái này về nên... tự tập cho nhau cũng được, tự tìm hiểu rồi làm chung cùng nhau cũng được. Em mong muốn rằng là bạn trai em sẽ cố gắng học hơn em ấy anh. Tại vì ở nhà hồi xưa là mẹ em đi bán hàng, thế là đi học thì em học buổi chiều á, thế là bán hàng muộn quá mẹ mệt quá bảo mẹ không nấu cơm, bảo thôi mày tự nấu cơm ăn đi. Thế là nấu xong vừa ăn cơm vừa chan nước mắt, tại vì cơm mình nấu dở quá ăn không nổi. Qua chuyện ăn uống đi nha, mình vô chuyện tình yêu đi. Quan điểm về tình yêu hai đứa thế nào? Thì đối với lại bạn thì theo bạn là độ tuổi bao nhiêu là phù hợp để kết hôn?
Thực ra độ tuổi phù hợp kết hôn thì cũng không có đặt nặng lắm. Tại vì em cũng chỉ mong rằng là em gặp được người phù hợp thì lúc đó kết hôn đấy là cái điều kết quả là hiển nhiên nó sẽ xảy ra. Và cái sớm muộn thì cái này là do một phần là về công việc, một phần là về ba mẹ và một phần là do bản thân hai bên có thể quyết định được không. Thì cái này em không có đặt nặng là bao nhiêu lâu là có thể kết hôn. Thì cái này là em mong là bên nhà trai sẽ quyết cho em. Giả sử như sau này mà có mình có thể tiến xa hơn thì bạn có ngại cái việc ở nhà chồng không? Em thì không đặt nặng vấn đề là con dâu mẹ chồng hay là gì đấy. Thì ở chăm sóc ba mẹ đấy là điều đương nhiên bổn phận của một người con dâu nên làm. Nên cái đấy là không phải vấn đề lớn đối với em. Nếu bạn suy nghĩ được như vậy thì quá tốt. Nhưng mà bạn nóng tính quá làm sao bạn, ví dụ như bạn ở chung với mẹ chồng mà tính nóng quá thì sao? Dạ thì bình thường tính cách của em rất là ổn định. Chỉ khi nào mà gặp vấn đề mà nó bức xúc lắm thì em mới nóng tính thôi. Còn thường là em không lên tiếng đâu. Em rất ít khi lên tiếng mà giống như là khi mà em nóng rồi ấy, thì có thể là em sẽ lớn tiếng. Nhưng mà khi em lớn tiếng xong thì cái vấn đề đó sẽ giải quyết xong. Và em không có cố gắng để đưa cho vấn đề nó xa hơn hay là nó phải đi đến một cái gì đó nó kéo dài hơn. Nó sẽ kết thúc trong cái cuộc nói chuyện đấy luôn. Cái vấn đề thì yên tâm là mẹ của mình hiền lắm. Ít, mẹ cũng ít nói lắm, mẹ cũng kiểu không có quát mắng gì nhiều. Nhưng mà mẹ nói câu nào là thấm câu đấy thôi. Nói là để suy nghĩ chứ không phải là nói mà để gay gắt. Em thấy mẹ em hay cái điểm đấy. Mẹ không có lớn tiếng. Vâng. Nhưng mà mẹ dạy bằng cách là những cái từ ngữ rất là sâu sắc nghe để mà thấm. Dạ. Đó cũng là một cách là bạn sẽ học được ở mẹ chồng nếu như sau này hai bạn mà có tiếng đến hôn nhân. Rồi. Tại vì thực ra nóng nảy chả giải quyết được việc gì. Hết thời gian rồi. Bây giờ chúng ta có 30 giây để nói rút ruột rút gan ra, có nhiêu mình nói nhiêu hết với đối phương. Suy nghĩ sao mình nói vậy, xong là tiến hành bấm nút. Nói đi Chí. Thì mình cũng có một số điểm nói với bạn là mình tính mình thì nhìn giống như kiểu mình sống kiểu hai người á. Trong công việc thì mình rất là nghiêm túc, là rất là nghiêm khắc. Nhưng mà về gia đình mình thuộc dạng là mình không có được được cứng rắn lắm. Nhiều khi nói thật ra là mình người hơi nhạy cảm. Cho nên là sau này lỡ như có cái vấn đề gì mà mình anh nói lớn lên xíu được không anh? Tâm sự sau này kiểu như là lỡ như mà hai đứa có cãi vã với nhau á thì thì sao? Sao nè, thì sao nè, Trí xử lý như thế nào nè? Thì em hy vọng là hai đứa sẽ giải quyết là thứ nhất là không có lớn tiếng trước mặt bố mẹ, không lớn tiếng trước mặt trong gia đình. Khi nào muốn giải quyết vấn đề gì thì hai đứa mình là sẽ nói riêng với nhau. Có thể to tiếng đóng cửa phòng, to tiếng với nhau, ok. Nhưng mà hạn chế là không để cho người nhà, người lớn, người ta thấy cái điều đấy. Dạ. Rồi, em có một chút rung động gì với đối phương không? Dạ thì em như em đã nói ban đầu thì nhìn là đã cũng tim đập thình thịch, có rung động, có bối rối. Rồi, như vậy là được rồi, hết thời gian. Cô gái không cần nói, chúng ta sẽ thể hiện bằng nút bấm. Bởi vì các bạn chúng ta có thời gian rất dài để trò chuyện với nhau. Tất cả những suy nghĩ của bạn gái, hãy để tay vào nút bấm và quyết định. Đây. Chúng ta cũng đủ suy nghĩ để xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu quyết định bấm nút, chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Mời đồng chí Thiếu Quý để tay vào nút bấm bên tay trái. Nếu cảm giác đây sẽ là một nửa của mình bấm ngay. Còn nếu như mình chưa thấy tim mình rung động, cảm giác đây không phải là một nửa yêu thương của mình, không cần bấm, để dành nút bấm đó cho nhiều người khác. Đừng lấy đi cơ hội của bất kỳ ai cả. Bấm nút là chúng ta có trách nhiệm với nút bấm đó trước ba mẹ, gia đình, đồng đội của mình và bạn bè, hàng triệu khán giả. Chúng ta phải sống bằng trái tim của mình. Bấm nút khi trái tim rung động. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian.
Cuối cùng thì hai bạn được nắm bấm nút. Nào, hãy nắm tay nhau. Cô gái nói về cảm nhận của mình, tại sao mình bấm nút. Thì em tới đây với chương trình thì em cũng mong muốn rằng là tìm kiếm được một nửa còn lại của mình. Và em thấy khi bạn chia sẻ thì bạn cũng rất là thương gia đình, cũng mong muốn rằng là sau này khi mà có lấy vợ thì cũng mong vợ sẽ chăm sóc cho gia đình, và cũng rất là ý thức được rằng là khi mà hai vợ chồng có lớn tiếng thì ít nhất là ba mẹ thì nên né. Nên giấu ba mẹ và giải quyết giữa hai vợ chồng thôi, chứ không có để ba mẹ phải phiền lòng. Thì cái điều đấy là em rất là đồng ý. Còn em trai? Dạ thì qua cái phần chia sẻ của bạn nữ thì em cùng em bạn nữ là có một cái điểm mà em rất thích là năng động. Tại vì em là người ít nói rồi, mà giờ hai người về cũng ít nói. Thế là thành ra là cả ngày chả nói chuyện gì với nhau hết. Nhìn mặt nhau xong cái là sáng ngủ đi ăn sáng nhìn mặt nhau, chở nhau đi làm, tối về đắp chăn cũng như không. Thứ hai là về bạn thì cũng về cái suy nghĩ của bạn đó, là em thấy trong suy nghĩ của bạn là bạn nói là bạn tính hay trẻ con thôi, nhưng mà tính của bạn là em thấy là cũng biết suy nghĩ rất là nhiều, chín chắn. Dạ. Trẻ con thì chắc là lúc nào với người yêu thì nhõng nhẽo tí thôi, chứ còn trong công việc hay trong mọi quyết định thì cái đó là điều mà em thiếu. Tại vì em thường hay tính của em không phải gia trưởng, nhưng mà em hơi quyết đoán, mà thường là mấy cái quyết đoán của em nó bồng bột lắm, nên là cần có một người kìm em lại cái vấn đề đó. Rồi, nắm tay nhau, chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Nào, nắm tay nhau, nắm chặt tay nhau nào. Xin phép người lớn, xin phép thủ trưởng của mình cho tụi em hẹn hò với nhau. Và tụi em hứa điều gì đó trước mặt mọi người. Nói lớn lên. Dạ, đầu tiên thì xin phép gia đình bên bạn nữ. Đây, gia đình bên bạn nữ đang xem truyền hình đó. Đang xem truyền hình vì bố mẹ đang bệnh, không có mặt ở đây được. Ở ngoài Hà Nam nè. Dạ vâng, thì con xin phép các bác, các anh, các chị, các cô gì họ hàng bên nhà bạn nữ. Thì hôm nay nhân dịp có chương trình bạn muốn hẹn hò thì đã kết duyên cho con với bạn được gặp nhau, thì con cũng xin phép là mọi người là gia đình là cho con với bạn có thời gian để tìm hiểu, để sau này có thể là tiến xa hơn nữa. Thì con cũng mong là các bác mọi người là ủng hộ cho tụi con, và con hứa là sẽ quan tâm chăm sóc và bảo vệ cô gái của mình. Nhớ cổ tên gì không? Dạ, tên Thương. Tên Thương đúng nhớ không? Rồi ạ. Thương còn điều gì muốn nói với mẹ với lại thủ trưởng không? Thì hôm nãy là nói rồi á mà chưa đủ á. Dạ thì hôm nay đến với chương trình thì con mong rằng bác và thủ trưởng sẽ ủng hộ cho hai bạn trẻ có thể nào đi đến một cái kết sau này nó tốt đẹp hơn. Thì con đến đây thì mong rằng là cả hai bên gia đình đều sẽ đồng ý cho con và bạn cùng tiến xa hơn. Dạ con cảm ơn. Được rồi. Rồi, nào đặt nụ hôn đầu tiên nào. Đặt nụ hôn đầu tiên lên má của bạn ấy nào. Con quá trình thì con cũng xin để cái giây phút thiêng liêng này cho những cái giây phút hoang dại của con. Như cái cuốn sách con mới tặng. Đúng rồi. Không, em đồng ý cái này. Đồng chí phải thực hiện đúng thủ tục chứ. Điều lệ đã đề ra là mình phải làm đúng. Bây giờ đồng chí là người nắm tay đầu tiên người ta nè. Ta chưa nắm tay ai nhá. Đó. Đôi gò má cũng chưa có một người nào đụng. Đó. Trong nhưng chương trình này là đồng chí là người đầu tiên được quyền làm cái điều đó. Nhưng mà hai con thống nhất nhau là cái giây phút nó thiêng liêng, nó mình để một chút riêng tư. Không, thiêng liêng hơn nữa, còn nhiều cái thiêng liêng hơn cái vụ mà hôn. Không, nhưng mà đối với bạn là lần đầu tiên nên cái cảm giác nó. Thì bởi vậy cho nên mới là ghi khắc dấu ở đây cả triệu con người làm chứng cho cái tình yêu này. Nào, chúng ta cho một tràng vỗ tay để cổ vũ tinh thần nào. Đấy, trời ơi.